chào mọi người à, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác dụng của geneuca trị liệu đối với đối với cuộc sống nhé đặc biệt là đường cong sinh lý của cuộc sống để từ đó chúng ta biết được cái giải pháp đến từ geneuca trị liệu chữa các bệnh rối loạn chuyển hóa không lây cụ thể là bệnh liên quan tới cuộc sống rồi sau đây mời mọi người quan sát nhé tôi sẽ chia sẻ màn hình ừ, chờ chút xíu Tôi sẽ chia sẻ màn hình và rồi uh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Wow, OK, chúng ta chúng ta chỉ có tầm khoảng ba bốn phút thôi, uh, vì hôm nay là chủ nhật và cũng không phải là một buổi chuyên đề sâu thành ra là chúng ta không có nhiều thời gian ok mọi người cũng mong muốn là nghỉ ngơi để chơi để chăm sóc gia đình đúng không rồi mời mọi người quan sát lên màn hình nhé đúng không ạ ở đây đấy là chúng ta nhìn cột sống nhìn từ phía trước có nghĩa là nhìn từ khoang bụng của chúng ta về phía cột sống là phía trước đúng không thì đây là cái hình ảnh của cột sống đường cong sinh lý của cột sống nhìn từ phía trước thì chúng ta không hình dung ra cái đường cong còn ở đây thì là ở mặt trái, chúng ta nhìn từ bên tay trái, nhìn sang ngang, đúng không? Nhìn xuyên từ bên tay trái sang ngang. Thì mọi người có để ý thấy rằng là cái đường cong sinh lý của cuộc sống nhìn từ mặt trái sang nhé. Thì ở đây cuộc sống chia làm bốn phần chính. Bốn phần chính này, phần thứ nhất là bảy đốt sống cổ, phần thứ hai là 12 đốt sống ngực, và phần thứ ba là năm đốt thắt lưng. Ngoài ra còn phần cuối là các đốt xương sống cùng và xương sống cụt, thì các đốt S1 đến S5 nhé các cái đốt nó ngắn quá nó liền nhau thành một khối thì chúng ta bỏ qua còn ở hình bên cạnh là chúng ta nhìn từ phía cột sống ở phía sau lưng này nhìn thẳng về phía trước thì ở đây chúng ta hình dung này cái hình ở giữa tại vì chuyên đề của chúng ta là đường cong sinh lý cột sống mà thì ở đây cái đường cong sinh lý cột sống như thế này là cột sống chuẩn nhất tuyệt vời nhất và đẹp nhất và ít cũng như là không có bệnh tật vậy thì chúng ta cùng nhau phân tích nhá tại sao lại nói rằng là đường cong sinh lý cột sống này là đường cong sinh lý của sống tốt nhất đẹp nhất tuyệt vời nhất có đúng không? Lý do đơn giản nhé, chúng ta nhìn từng phần này. Phần thứ nhất là bảy đốt sống cổ, đây là đang nhìn từ bên trái sang nhé, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có cái hình chữ cờ, hình chữ cờ, chữ cờ xuôi nhé. Rồi tiếp theo đó là đến đốt sống ngực thì lại có chữ cờ ngược, chữ cờ ngược. Tiếp theo đó đến năm đốt thắt lưng lại có chữ cờ xuôi và cuối cùng. Cuối cùng nhá, các đốt ép và đốt xuống xương cụt của chúng ta lại có chữ cờ ngược. Tại sao cuộc sống của chúng ta không thẳng tắp mà lại có liên tục các đốt các đốt nối liền với nhau bằng chữ cờ xuôi và cờ ngược, cờ xuôi và cờ ngược. Lý do tại sao lại như vậy nhỉ? Tại vì cái biên độ dao động của cuộc sống là như vậy, phải như vậy thì chúng ta mới có thể chịu được cái lực hút từ trường của trái đất, đồng thời là tải được các cái vật nặng lên cơ thể của mình. Mọi người hình dung ạ. Và theo thời gian nhé, theo thời gian lao động làm việc cũng như là học tập vui chơi giải trí thì tất cả đường cong sinh lý cuộc sống của chúng ta bắt đầu bị biến đổi không còn là cái đường cong sinh lý tốt, đẹp, tuyệt vời như thế này nữa và bắt đầu biến dạng nhé. Và khi biến dạng đấy thì sẽ gây ra một loạt các cái bệnh. Thì bệnh nhẹ nhất là bệnh đĩa đệm bị thái hóa. Tại vì xô lệch cuộc sống mà đường cong sinh lý của chúng ta bị xô lệch dẫn tới là đĩa đệm bị thái hóa thì các cái buổi trước tôi đã chia sẻ rất là nhiều các cái video hướng dẫn vào trong các khóa huấn luyện viên tại sao đĩa đệm lại bị thái hóa mức độ nặng hơn một chút thì cái đĩa đệm của chúng ta bị mỏng bị sơ đi và dẫn tới là bị lồi đĩa đệm mức độ nặng hơn một chút thì bắt đầu chúng ta bị rách cái đĩa đệm ra và cái dịch ở bên trong bị thoát ra ngoài hay còn gọi là thoát vị đĩa đệm nặng hơn một chút là đĩa đệm của chúng ta bị xẹp hết và dẫn tới là hai cái đốt xương chạm và kẹp vào nhau dẫn tới là bị xạo bị hẹp hay chính xác là hẹp khe đốt sống và nặng hơn một chút nữa đấy thì bắt đầu thái hóa đốt sống có nghĩa là cái hai cái đầu xương nó cọ vào nhau và nó xước ra nó mẻ ra dẫn tới là bị thái hóa nặng hơn một chút nữa là bắt đầu hình thành gai các đốt xương sống thì đây là một trong những cái tình trạng nặng nhất nặng nhất nhá rồi tôi tổng kết lại toàn bộ này đây chính là đường cong sinh lý cột sống tốt nhất nhìn từ phía trái sang nhé Chúng ta chỉ nhìn từ một bên thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cột sống được chia thành bốn phần chính. Phần thứ nhất là 7 đốt sống cổ, phần thứ hai là 12 đốt sống ngực, phần thứ ba là 5 đốt thắt lưng và phần cuối là các đốt xương sống cùng và xương sống cột. Và tại sao lại là có chữ cờ xuôi, cờ ngược, cờ xuôi, cờ ngược? Vì như vậy thì đường cong sinh lý cuộc sống của chúng ta mới có thể trụ và tải được lực trọng lượng cơ thể cũng như là gánh vác lao động làm việc và từ trường của trái đất mới có cái độ nhún nhất định, độ nhún nhất định đúng không? và theo thời gian đấy, thì chúng ta lao động làm việc cũng như là vui chơi giải trí cộng với sự lão hóa ở cơ thể dẫn tới là đường cong sinh lý cuộc sống của chúng ta bị biến đổi, gây ra một loạt các cái bệnh tật như hình trên đây. thì lát nữa thì ai có quan tâm đến những cái hình này thì tôi cóp từ gửi vào trong nhóm nhé. rồi và cuối cùng đấy, hầu hết mọi người sẽ đều quan tâm đến cái việc là cái giải pháp gì để giải quyết vấn đề thì không phải là tôi quảng cáo cho bản thân mình, tại vì ngày mai thì tôi sẽ có một cái lớp bắt đầu khai giảng một lớp yoga trị liệu zin vào buổi tối tất cả các buổi tối trong tuần nhé tập từ thứ hai đến thứ bảy thứ hai đến thứ bảy còn tạm thời trong khóa thì được các bạn được tặng một tháng được tặng miễn phí một tháng thì các bạn sẽ được học từ thứ hai đến thứ sáu và sau khi kết thúc một tháng thì lớp sẽ hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần và để tăng cái niềm tin của các bạn lên đấy thì tôi xin giới thiệu luôn Hiện tại tôi là một trong những huấn luyện viên yoga đầu tiên của toàn quốc viết được sách và sách là cụ thể như sau. Thứ nhất là cuốn giáo trình yoga trị liệu với gần 200 trang, gần 200 trang nhé. Đúc kết tất cả những cái kỹ năng làm việc của tôi trong hơn hai chục năm qua ở tất cả các ngành nghề liên quan đến thể thao nói chung và đặc biệt là yoga nói riêng nhé. Và hiện tại thì tôi cũng đang đào tạo khóa huấn luyện viên yoga trị liệu kit dành riêng cho trẻ nhỏ các vấn đề của trẻ. Ngoài ra thì ngoài ra đấy thì tôi đang đang viết dở cuốn sách giáo trình dinh dưỡng trị liệu thì hiện tại có một số bạn đang học tới khóa thứ tư, khóa thứ tư huấn luyện viên dinh dưỡng trị liệu nhé và trên tay tôi đang cầm đây là giáo trình đào tạo huấn luyện viên yoga thì mọi người ai quan tâm tới những cái bản uh, bản Word hoặc là các cái bản uh, file mềm ấy thì tôi sẽ gửi tặng các bạn ở trong nhóm hoặc là các bạn có thể nhắn riêng thì tôi sẽ đưa các bạn vào nhóm và các bạn sẽ nhận những cái cuốn sách như thế này tất nhiên là sách uh, file mềm nhé. Còn bản giấy thì các bạn cần thì tôi sẽ bán cho các bạn với cái giá cái giá đã niêm yết sẵn ở trên bìa rồi. Bao gồm gì ạ? Một cuốn thứ nhất là cuốn hướng dẫn về thiền, cuốn thứ hai là giáo trình đào tạo huấn luyện viên yoga 200 giờ, cuốn thứ ba là giáo trình đào tạo huấn luyện viên kit trị liệu, cuốn thứ tư là giáo trình đào tạo huấn luyện viên yoga trị liệu và cuốn cuối là giáo trình dinh dưỡng trị liệu ngoài ra thì tôi cũng vẫn có thêm một cuốn nữa thì cuốn này chỉ tham khảo dành cho các anh là chính là cuốn yoga tình dục đó thì cuốn sách này tôi cũng xuất bản là cuốn đầu tiên cuốn này là có tổng cộng là là bao nhiêu trang à. là 80 trang và cuốn này thì màu sắc đẹp tuyệt vời luôn hình ảnh màu sắc rất là đẹp rồi ok và giải pháp để xử lý toàn bộ những vấn đề đó đấy giải pháp để xử lý toàn bộ các vấn đề liên quan đến cuộc sống và đường cong xử lý của cuộc sống thì không thể nói một ngày một ngày hai được các bạn không thể thu lượng được trong một buổi rất là ngắn trong vòng có vài chục phút để có thể xử lý được tất cả các vấn đề liên quan đến bệnh xương khớp thì thân mời và mến mời các bạn với cái tinh thần là xây dựng và chia sẻ những cái chuyên môn và kiến thức của tôi tích lũy được trong hơn hai chục năm qua và tổng kết thành tất cả những cuốn sách như tôi đang cầm trên tay đây và trong một tháng đó các bạn hoàn toàn được miễn phí nhé tặng nhé chỉ với một mục tiêu đơn giản là mong muốn truyền tải những cái chuyên môn của mình chia sẻ tới những cộng đồng và những cái đồng nghiệp của mình đúng không thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào lớp đó và trong trường hợp các bạn muốn tham gia thì các bạn cứ nhắn tin inbox cho tôi à, vừa rồi là toàn bộ những cái kiến thức mà cá nhân tôi chia sẻ cũng như là đúc kết tổng kết được thì ai đó mà đang xem kênh youtube đặng kim toàn yoga trị liệu thì các bạn sẽ thấy ngay hàng ngày không chỉ là tôi đào tạo huấn luyện viên không chỉ dừng lại là huấn luyện viên nhé mà đào tạo các chuyên gia cũng như là có những cái lớp học Zoom rất là rất là đời thường. Ví dụ như ở đây có chị Duyên này, chị đang học lớp buổi sáng và cái sự thay đổi thì chắc là chị là người cảm thọ khá là nhiều. Ngoài ra trong lớp cũng còn rất nhiều người khác nữa cũng đã và đang tập. À, ví dụ bây giờ tôi mời em Thủy, Thanh Thủy. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có rỗi không? Thanh Thủy ơi. À, tắt mic. Chạy nó mất họ Ồ, tôi... Em đây thầy. Đây. Đây đây. Rồi, Thanh Thủy ơi. À, dạ. Em có thể chia sẻ với mọi người trong lớp một chút về cái quá trình mà em thay đổi được sức khỏe bản thân của mình à, ừ. và à, tôi cũng nói ngang một chút nhé. Thanh Thủy đi người ở Đắk Lắk à? Lâm Đồng thầy. Lâm Đồng. Khu vực nhà em ấy ở thì uh, giữa một cái bầu trời rộng mênh mông, ngút ngàn uh, cây cối cà phê và đồi núi. Có nghĩa là cái cơ hội tiếp cận kiến thức không có nhiều không có nhiều nhá đi lại rất là vất vả mệt, mệt nhọc và em rất là may mắn ở gặp được tôi trên youtube thực sự là tôi cũng may mắn chứ không chỉ riêng gì em ấy thì sau đây mời thanh thủy nói một chút chia sẻ một chút về cái cảm nhận và cái cơ hội mà mình đang chạm tới các cái công cụ yoga nhá em có em đang làm việc em ấy thì em ấy đang phải làm việc à, cho nên là em mới tắt tắt cam em cứ tương tác đi dạ em chào thầy em xin chào cả lớp ạ thì một ngày tình cờ trên YouTube thì em có gặp được thầy và em có tập thử trước rơi vào tầm 20 ngày. Sau đó em kết nối với thầy, tại vì em tập xong em cảm thấy nó <laughs> kiểu như mình căng cơ, mình đau hơn. Thế là em tiếp xúc với thầy và bắt đầu là em được vào lớp thầy. Và trước khi tập thứ nhất là em thừa cân, thứ hai sức khỏe thận em cũng khỏe, em đi tiểu rất nhiều và nhiều vấn đề đau lưng cứ nhiều vấn đề tổng hợp lại nữa. Nhưng mà sau khi học học và tập, học và tập luyện bên thầy gần một năm thì mọi vấn đề của em sức khỏe, form dáng các thứ đều ổn. Nên hiện tại thì em cảm giác rất là vui vẻ với cái điều này. Nhưng mà còn mong muốn hơn nữa là em được gặp theo học chuyên sâu để giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Thủy cực kỳ nhiều. À, có một số vấn đề thì có lẽ là Thủy cũng hơi run thành ra chưa chia sẻ bao giờ cả. Theo em cảm nhận thế đấy, thì khu vực của em sinh sống ấy, rất nhiều người không có những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động và khi em chạm tới những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động từ bộ môn Jinuga và của thầy thì em cảm thấy rằng là mình có thu lượm được gì từ ngoài kiến thức chuyên môn và có thu lượm được thêm cả uh, tiền bạc không tiền bạc ở đây không phải là đi đi tập mà lại ra tiền nhé mà có cách khác để tạo ra tiền ví dụ như là ít bệnh tật hơn thì không phải phải tốn tiền chữa bệnh thì đấy chính là làm sao tiết kiệm được tiền có thêm được tiền đúng không thì thì có thể tương tác nốt phần đó không em thì từ hồi em vô lớp thì nói chung sức khỏe em ổn hơn thì là coi như trung bình một tháng thì em mất 200.000 tiền thuốc viêm họng thì coi như bây giờ em đã không mất và trong quá trình học của thầy thì em có kèm được một bạn và cả chi phí dinh dưỡng và tập luyện thì em thu được 8 triệu nữa này rồi ghê quá nhỉ chúc mừng rồi nhà thủy ở giữa một cánh đồng rộng mênh mông ngút hoàn toàn là cây cối thôi thực sự như vậy thì tôi nếu như đặt địa vị là tôi đấy mà tôi sống ở đấy thì chắc là tôi cũng chẳng biết làm gì đâu nông nghiệp thì mình chỉ biết làm gọi là sơ sơ thôi chứ làm để mà sống bằng nông nghiệp thì chắc là mình không làm nổi đúng không và cái cơ hội để có thể có cái cơ hội chạm tới những kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động và có thêm một gọi là một cái nghề phụ nho nhỏ để có thể giúp đỡ được bản thân mình hoặc gia tăng một chút thu nhập có nghĩa là em mới chưa học gì huấn luyện viên gì nhiều nhé mà chỉ là giữa cái trải nghiệm gọi là người tiêu dùng thông minh thôi em học tập em đạt cái hiệu quả tốt và em chia sẻ lại cái kiến thức mà em học tập cũng như là làm việc đúng không rồi cảm ơn thủy cực kỳ nhiều à, mời chị mẹ duyên nhá chị duyên đấy chị duyên chị duyên thì giới thiệu với lớp một chút là chị nhà chị ấy thì ở hải phòng nhưng vừa rồi thanh thủy thì ở rất là xa thầy đúng không thì thầy làm sao mà có thể dạy off được thì chị duyên thì chị lại là um, nhà chị kinh doanh uh, xe. xe 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 gọi là xe taxi với cả xe các thứ đấy uh, xe chở khách ấy chị tương tác vài câu được không chị duyên ơi ừ? bật cái mic lên dạ vâng em chào thầy em chào cả lớp chào chị nhé người ta thôi ngại lắm, Ngại nắm ngại gì, ngại gì, mạnh dạn lên. Học huấn luyện viên rồi. Vâng ạ thì uh, câu đầu tiên thì em cũng rất cảm ơn thầy vì đã may mắn để gặp được thầy. Uh, khi mà em uh, quyết định uh, đi học một cái lớp um, huấn luyện viên và uh, đã gặp thầy trong một thời gian uh, qua thì mới chưa được một chưa là một năm em thấy uh, buổi sáng ấy nhất là cái lớp buổi sáng mà em theo học thầy đấy um, nó rất là là có hiệu quả hiệu quả đến uh, uh, sức khỏe này uh, cái mình trông thấy là uh, mình cảm nhận được thấy luôn tất cả các uh, cơ thể của mình và từ cái vóc dáng đến cái uh, uh, xương khớp trước là em chưa tập lớp sáng của thầy đấy là em uh, vai của em rất là to À mà em không nghĩa là rất nhiều động tác em không làm được nhưng mà buổi sáng học lớp sáng của thầy em đã kiên trì bây giờ em thấy thứ nhất là cái sức khỏe của mình cải thiện nhìn thấy rõ ràng luôn và cả cái vóc dáng của mình nữa từ cái nàn uh, da này đó và cái uh, bụng này rồi là bắp tay này đó, em thấy nó nhỏ nhắn hẳn đi mà thực ra là em còn rất là bận rộn chưa chăm sóc được sâu về cái vấn đề ăn uống đâu. Đấy mà em vẫn đang theo khóa học của thầy là viên khóa dinh dưỡng ấy nhưng mà thực ra em rất là công việc em rất là bận em cũng chưa đi sâu được vào. Nhưng mà em cảm thấy là rất là hài lòng và thầy rất là cảm ơn thầy. Rồi, ờ, cảm ơn chị Duyên cực kỳ nhiều. Dạ à, vâng ạ. nghiệm cũng như là cái kết quả mà chị Duyên thu được à, không phải là tôi tranh thủ quảng cáo, lãng phí thời gian của mọi người. Chỉ muốn đợi, động viên mọi người rằng là dòng genu là một dòng yoga trị liệu và có rất là nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Chính xác này, Jin Yoga là một lối sống. Muốn trị liệu một vấn đề gì đó thì cần phải có một lối sống. Và lối sống đó không chỉ đến từ động tác bài tập yoga. Thứ nhất là đến từ cái thói quen sử dụng các loại thức ăn thực phẩm hàng ngày. Và chúng ta là người ở độ tuổi nào đó, sức khỏe, tình trạng, bệnh lý cũng như là cái tình trạng mà mình đang đang có. Ví dụ như bây giờ bà bầu không thể ăn giống như người bị làm sao tiểu đường mới cả hút được người già không thể ăn giống trẻ con hay là ăn ăn giống người trưởng thành được. Mỗi một người ở một độ tuổi giới tính và tình trạng sức khỏe khác nhau thì sẽ sử dụng một loại dinh dưỡng khác nhau. Đây là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cần hàng ngày cần liên tục tập luyện và rèn luyện. thì chắc còn chẳng cần phải đo lường gì nhiều nữa đúng không? Người tập bóng đá thì người ta biến đổi cơ thể theo cái hình thái cơ thể bóng đá. Tập gym thì làm sao có cái body của gym. Tập yoga thì có cái body của yoga. Chẳng tập cái gì thì có cái body của chẳng ra cái gì. Có đúng không? Và cuối cùng là cái gì ạ? Là cái tư duy trong đầu của chúng ta rằng là cái việc ăn uống và tập luyện có cái tác động tích cực đến cái sự biến đổi một cách tích cực về thể chất, sức khỏe, tâm sinh lý chứ không phải là làm sao tôi cứ sống như cỏ dại tôi sẽ đẹp dần chết không có đâu đó thì rất nhiều người ở trong trong những cái khóa học Gin, yoga trị liệu thì các bạn có thể nói rằng là ô có cứ vào cái lớp chỉ nói cái chuyện bệnh tật ốm đau xong rồi cái cách để là khỏe lên ô đây là dòng gin, yoga trị liệu và chỉ tập và chỉ nhằm cung cấp cho những người có vấn đề sức khỏe không được tốt chứ còn các bạn khỏe mạnh tuyệt vời thôi các bạn đừng có tự tin quá không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối từ tối đến tận sáng được cả đúng không ngày hôm nay chúng ta khỏe ngày mai chúng ta yếu không thể tránh lại được uh, quy luật lão hóa của tự nhiên đúng không bản thân tôi trước đây là vận động viên chuyên nghiệp khỏe vô địch luôn bây giờ yếu rồi xương lương lưng viết các thứ vai viết cũng tư nó cũng ọp ẹp thế rồi cũng không còn được hoành tráng như ngày xưa nữa rồi bây giờ năm nay 44 tuổi rồi 10 năm nữa 55 tuổi rồi thì chắc là trẻ con nó mà trêu một cái mà mình cũng từ từ đứng lên ngồi xuống cứ chạy mà đuổi theo nó thì chắc là, là, là phọt cả đĩa đệm này chứ đừng nói là thoát vị đĩa đệm nhưng mà văng cả đĩa đệm này chứ còn đừng nói là là có nhẹ nhàng hay gióm, gióm 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 đúng không rồi tổng kết một lần nữa nhá để tránh lãng phí thời gian mất thời gian của mọi người để có thể trị liệu được điều trị trị liệu được các vấn đề của bệnh xương khớp, đặc biệt là cột sống, thì chúng ta chỉ cần làm sao? Tập luyện. Thứ hai là ăn uống cân bằng đầy đủ chất và vi chất. Và thứ ba là thay đổi những cái thói quen tiêu cực, ví dụ như thức đêm hay là ngồi lâu quá. Rất nhiều người làm văn phòng ngồi lâu quá, 7-8 tiếng một ngày, không vặn vẹo, dẫn tới là mới bị hỏng xương, đúng không? Thay đổi những cái thói quen xấu, tạo ra cái tình trạng sức khỏe tệ đó. Và ba cái công cụ đó là ba công cụ chính của Yoga trị liệu và cũng không có nhiều thời gian để giải thích cho chi tiết bệnh này thì chữa bằng cái động tác gì động tác gì thì mến mời các bạn vào lớp tối ngày mai 8 đến 9 giờ tối 8 đến 9 giờ tối nhá tất cả trong vòng một tháng là bao nhiêu buổi gần ba chục buổi tập liên tục từ thứ hai đến thứ sáu và sau khi khóa học kết thúc tôi khẳng định này tương đương với các bạn học mất vài chục triệu một khóa học yoga trị liệu tương đương nhá mới chi phí các bạn bỏ ra khoảng vài chục triệu để học một khóa yoga trị liệu đó và hiện tại trên toàn quốc chỉ có một mình tôi duy nhất là viết sách ra liên quan đến yoga trị liệu tất cả công cụ của yoga trị liệu đúng không các bạn hoàn toàn có thể test nhé tôi không phải là một chuyên gia từ trên trời rơi xuống đã lao động và làm việc trong lĩnh vực này hơn hai chục năm rồi và nguyên tôi nguyên là phó chủ tịch liên đoàn yoga việt nam hiện tại đang là phó chủ tịch kiêm tổng thư ký của liên đoàn yoga thành phố hải phòng nhắc cái thầy đặng kim toàn thì chắc hải phòng chẳng ai là không biết cả còn nhắc đến làng yoga trong chuyên môn yoga và những người làm yoga đồng nghiệp yoga thì 10 người có lẽ là hầu hết tất cả mọi người đều biết đến thầy đặng kim toàn cứ nhắc cái thầy đặng kim toàn thì hầu hết ai cũng biết đó ít nhiều nhá rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều à, buổi chia sẻ của ngày hôm nay thì cũng chỉ ngắn gọn vậy thôi à, cũng mong muốn là chúng ta có cơ hội chạm tới nhau nhiều hơn ở trong uh, buổi ngày mai nhá buổi tối ngày mai 8 đến 9 giờ tối và mến tặng tất cả mọi người một khóa học liên tục tập trải nghiệm giống như là một học viên lỡ như bây giờ các bạn là một học viên có vấn đề thì các bạn được vào lớp được chăm sóc từ án dép ba công cụ vừa rồi nhé còn lỡ như các bạn đang là một huấn luyện viên yoga đang lang thang không biết là lựa chọn cái bộ môn gì để có thể đồng hành với mình đến cuối cái cuộc đời của mình thì các bạn vào lớp tôi sẽ giải thích dần dần còn lỡ như các bạn đang là huấn luyện viên yoga mà thiếu thêm một kiến thức thiếu ngôn từ bí tử thiếu ngôn từ và bí từ nhé có rất nhiều từ chuyên ngành của yoga trị liệu mà chúng ta cần phải biết thì là cũng mến mời các bạn vào lớp các bạn được tặng miễn phí hoàn toàn đó đừng có lo bất cứ điều gì nhé các bạn hỏi thoải mái tôi trả lời thoải mái vì tôi rất yêu nghề nên cứ yên tâm là như vậy rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé à, buổi zoom đến đây thì chúng ta sẽ dừng ở đây nhé à, ngoài ra thì mọi người có muốn nhắn mà hay là có muốn tư tác điều gì thì cứ nhắn tin riêng nhé còn zoom thì sẽ cố định mãi mãi thành ra là mọi người cứ mở lớp là vào thôi rồi, mến chào mọi người nhé. Chúc mọi người nghỉ ngơi và có một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mến chào cả lớp nhé. Em chào thầy. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mến chào cả lớp.